hoa lan nha các bạn. Hôm nay mình đưa các bạn đến xem hoa lan ở trường quận nhất nha các bạn. Chợ hoa quận nhất. Một chậu về 16 triệu. Nhưng mà chậu nào cũng bằng giá hay sao? Ba chậu nè. Ba chậu bằng giá luôn, 16 triệu hết. 16 triệu. Trang trí trang điểm nữa. Đẹp nha các bạn. Đây là Sài Gòn quận nhất nha các bạn. Đây là các chàng trai đang cắm hoa. Hoa hoa đâu rồi em? Hoa đâu đem về em? Chị ơi, hoa này em trồng quá chị. Hoa nhà chồng hả? Trai mà giỏi quá à, cắm hoa nữa. Hoa lan quá đẹp luôn nha. Đây, đủ màu hết nha các bạn. Vàng, đỏ. Đây là hoa lan gì vậy anh? Lan Hồ Điệp. Lan Hồ Điệp. Đây là lan Hồ Điệp nha các bạn. Cái chậu nhỏ vậy là nhiêu chậu em? Em ơi, cái chậu nhỏ vậy là nhiêu chậu? Đó là 250. Chậu nhỏ là 250 hả? Chậu nào cũng bằng giá tiền hả? Cây. À, một chậu vậy là 250 nha các bạn. Cái chậu lớn là mắc tiền hơn. À, mấy cây vô một chậu, tính cây một cây là 250. Có nghĩa là một cây vậy là 250 nha các bạn. Rồi cái mình vô cái chậu là bao nhiêu cây là người ta tính tiền bấy nhiêu cây nha. Đây là lan Hồ Điệp. Quá xuất sắc luôn nha các bạn. Rồi các bạn xem mà ủng hộ kênh mình nha các bạn. Còn chậu lớn này là 16 triệu nha các bạn.